đang vào mùa thi, cái mật ruộng sắp được làm cô giáo, hạt thóc chín sắp thành hạt gạo, vẫn còn trải qua bao nắng phải không em? Con ve ngủ rồi ngọn gió thức trong đêm, ánh sáng ngọn đèn thức trong từng trang sách, bao nghĩ suy thức trong từng khuôn mặt. Anh nhìn em vơi vơi mắt quần sâu, cuộc đời vui như một con tàu, 15 năm chứa đầy mơ ước, và niềm vui bây giờ em sẽ là cô giáo, như một con tàu đưa em đi xa. Trên cao kia gió đi tìm sao rơi, sao lạc lối hút trong tầm mắt, niềm vui ở đời đã bao giờ có sẵn. Sắp được làm cô giáo, hạt thóc chín sắp thành hạt gạo, vẫn còn trải qua bao nắng phải không em? Con ve ngủ rồi ngọn gió thức trong đêm, ánh sáng ngọn đèn thức trong từng trang sách, bao nghĩ suy thức trong từng khuôn mặt. Anh nhìn em vợi mắt quần sâu, cuộc đời vui như một con tàu, 15 năm chứa đầy mơ ước, và niềm vui bây giờ em sẽ là cô giáo, như một con tàu đưa em đi xa. Trên cao kia gió đi tìm sao rơi, sao lạc lối hút trong tầm mắt, niềm vui ở đời đã bao giờ có sẵn. Mm-hmm.